Chúa ở cùng ông bà và anh chị em. Và ở cùng cha. Công bố tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ông Tôma nói với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Chúa Giêsu bảo: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Chúa Cha, Cha của Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Kính thưa cha sở, quý dì và ông bà anh chị em, hôm nay con thấy có đông hơn được một chút. Xin cho con hỏi, ai không có đi ngày hôm qua xin đứng lên giùm con. Không có làm gì là xấu đâu, và để con biết. Rồi hai người, ba người, các ông đông, các bà, đúng rồi. Đúng khoảng mười mấy người đó. Đông nữa lên tên đó. Xin cứ đứng tự nhiên, đừng có sợ gì cả. Con không có làm gì đâu, không có phạt gì cả. Rồi xin mời, cảm ơn, ngồi xuống, vỗ tay một tràng khích lệ những người này. Nên bây giờ con tóm tắt một chút cái chuyện hôm qua con đã nói, để mà chúng ta nối cái ngày hôm qua vào với cái ngày hôm nay. Hôm qua là Thầy là con đường. Chúa Giêsu lấy một cái ví dụ rất là gần gũi ngay trong cuộc đời của dân Do Thái ngày xưa, là một cái dân nó phải đi suốt đời. Dân du mục mà, những người nghèo là phải đi theo cái đàn súc vật chăn nuôi, thế ra phải đi theo đàn súc vật. Cái chỗ nào nó có cỏ ngon, nó có nước trong thì phải đưa cái đoàn súc vật đó đến đó. Rồi nó ăn hết cái chỗ đó rồi lại phải đi đến một cái cánh đồng khác, một cánh đồng cỏ khác. Thành ra gốc cái người Do Thái là cái người phải đi nhiều mới sống được. Đã vậy cái dân tộc Do Thái nó phiêu bạt ghê lắm. Nó phiêu bạt từ quê hương xứ sở, rồi ông Giuse bị bán sang Ai Cập. Thế rồi ông sang Ai Cập, rồi ông làm quan ở bên đó. Rồi về sau dân Do Thái bên này bị đói. Bên đói là phải đi cầu cứu bên Ai Cập, sang tận Ai Cập để mà xin cứu đói. Thế là bên đó mới cưu mang dần dần sang bên đó ẩn đời ở kiếp. Thế là sinh sôi nảy nở đông quá, thì dân Ai Cập nó mới lại bắt luôn cái dân Do Thái đó làm nô lệ cho mình. Thế là lại có một cuộc xuất hành, cả một cái đoàn dân rất là đông rời khỏi Ai Cập, băng qua sa mạc để mà về lại quê hương bản quán. Đấy, thấy cái dân Do Thái nó suốt đời nó phải lang thang. Rồi trên thế giới về sau này người Do Thái bị phân tán khắp mọi nơi trên thế giới. Đến đệ nhị thế chiến thì bị Đức Phát Xít nó giết. Ở người Do Thái đang ở Ba Lan bị bắt, người Do Thái đang ở Liên Xô bị bắt, người Do Thái đang ở các nước khác, đi đến đâu là Phát Xít nó bắt đến đó, bắt nó cho vào lò giết chết. Còn một số người vẫn sống sót. Thế là đến sau đệ nhị thế chiến được giải tỏa hết các cái trại tập trung, họ lại lang thang, họ từ từ họ về mà không còn quê hương nữa. Thế là về sau này là cả Liên Hiệp Quốc phải can thiệp để họ lấy lại cái mảnh đất cũ của ngày xưa, xa xưa, bây giờ là của người Palestine, về định cư ở đó. Chưa yên, người Palestine nó tức, nó nói là nó đã ở đó chưa rồi, với tụi này đến đây cướp đất của mình, đánh nhau. Đánh nhau cho tới bây giờ, cái khối Ả Rập đánh nhau với lại người Do Thái cho tới bây giờ. Là người Do Thái là một cái nhúm nhỏ xíu nằm ở giữa bao nhiêu cái nước lớn nó vây chung quanh. Và suốt đời họ cứ phải đánh nhau, suốt đời họ phải đi từ chỗ này đến chỗ kia. Và Chúa Giêsu nói Thầy là con đường, họ cảm nhận được ngay. Còn như người Việt Nam của chúng ta, cái số phận nó cũng giống như Do Thái. Ta bị Trung Hoa đánh bao nhiêu đời, phiêu giạt. Ngày hôm qua con ngồi trong nhà cơm, con nói chuyện với thầy. Dân của mình ngày xưa nó là cái tộc Việt, nó nằm ở bên Trung Quốc bây giờ, xong rồi nó bị bách hại quá.
tộc Bách Việt, họ đi từ từ đi đến chỗ nào sống được rồi sống. Họ đi xuống cái vùng miền Bắc của mình bây giờ, gặp sông Hồng, gặp cái đồng bằng sông Hồng, họ định cư ở đó. Xong rồi một thời gian sau lại cũng không sống được vì đất chật người đông, lại đi từ từ vào, nó thành phát triển ở cái miền Trung. Xong rồi đánh nhau với Chiêm Thành mới lại lấy được những mảnh đất lớn, đi di chuyển vào vào dần dần đến Quảng Nam, Quảng Ngãi, rồi vào đến Bình Định, Phú Yên. Rồi cái đất của chúng ta này là đất của người Xiêm, Xiêm La ngày xưa, của người Khmer. Cũng lại đi xuống, đi đến đâu thì lập nghiệp đến đó, đến vùng này, với vùng Sài Gòn cũng đã mới được 300 năm. Xong rồi lại tiếp tục đi xuống nữa, đi xuống đến mũi Cà Mau. Thế là cái dân chúng ta đi hoài, cái đất nước của chúng ta nó dài ngoằng từ Bắc chí Nam, nó ốm teo này, nó chạy xuống sát như thế. Dân Việt Nam của chúng ta cũng là một cái dân phải đi suốt đời. Dòng nọ, cả dòng họ, cả gia đình, bản thân mỗi người phải đi. Và bây giờ chúng ta nghe Chúa Giêsu bảo Thầy là con đường, chúng ta có một cái cảm nhận sâu xa. Vậy nếu cuộc đời của chúng ta phải đi nhiều, phải chọn những con đường, vậy thì bây giờ chúng ta gặp Chúa Giêsu, ta sẽ đi con đường mang tên Giêsu. Con đường ấy không phải là con đường đất đá xi măng hay là con đường bằng nhựa đâu, không phải là con đường đất đâu, mà lại là con đường tâm linh. Cái đó mới quý. Và anh chị em đang ngồi trong nhà thờ này, anh chị em đang đi con đường của Giêsu. Và con đường của Giêsu thì thẳng băng, nó không có quanh co như đường con người ta. Con đường của Ngài mời gọi chúng ta sống rất là công chính. Công chính là công là thẳng, mà chính là đàng hoàng tử tế, vừa thẳng thắn và vừa đứng đắn. Chữ Việt Nam mình cũng hay, thẳng thắn và đứng đắn là công chính. Chúng ta làm sao sống đúng cái lời mời gọi đó của Chúa Giêsu. Thành ra ở giữa cuộc đời này, anh chị em có thể đi đường này thì đi đường kia, chúng ta cảm nghiệm được thế nào là tắc đường, thế nào là ổ gà, thế nào là bị lạc đường. Thì ở trong đạo chúng ta nhớ là bám chặt Chúa Giêsu thì không sợ bị lạc đường. Con đường của Chúa Giêsu là con đường hẹp, con đường đòi phải hy sinh, con đường đòi hỏi chúng ta phải cư xử tử tế với nhau. Đó là cái ngày hôm qua chúng ta chia sẻ, hôm nay con nối vào với cái. Thì con đường của Chúa Giêsu bây giờ được nối sang một cái chuyện Thầy là sự thật. Chúa Giêsu cảm thấy muôn đời con người ta sống thời của Ngài cũng như chúng ta bây giờ ở nước Do Thái, ở các nước trên thế giới, cả ở Việt Nam chúng ta ngày xưa và bây giờ đều có sự dối trá. Con người ta sống hai mặt, hai lòng, gọi là nhị tâm. Con người ta sống thấy vậy mà không phải vậy. Chúng ta hay thường nói vậy, coi vậy mà không phải vậy đâu. Tức là nó có một cái gì đó hai mặt. Con đi dạy học các thầy một nhà dòng thôi, con không có nói tên. Con vừa đưa cuốn sách, con cũng có viết sách, con giới thiệu cuốn sách đây, mà cuốn sách này là tôi làm, tôi in ra, bây giờ tôi không có bản quyền nữa, tôi giao cho nhà dòng rồi. Nhưng mà cuốn sách này nó bán ở nhà sách này sẽ có hết, mà giá nó chỉ có 26.000 thôi. Và các thầy xin với bề trên bỏ tiền ra đi mua. Mỗi người một cuốn về, trong năm này chúng tôi sẽ dạy cái tài liệu dựa trên cuốn sách này. Vừa mới nói xong có ông thầy giơ tay lên, cha cho con mượn cuốn sách đó, con về con luộc lại. Mà luộc là cái gì? Đem đi photocopy. Con buồn quá, con mới nói thầy ơi thầy, cuốn sách này bán ở ngoài rất là đẹp, có 26.000 này, mà thầy đi thầy luộc, tôi bắt chắc chắn là thầy luộc nó hết 40.000 đấy. Mà ra các bạn nó xấu, tại sao lại cứ ghi những cái chuyện mà đi luộc sách của người ta? Cái thời khó khăn kiếm tài liệu không có, thì có kiếm được một cuốn mừng quá, thì đi luộc, đi photocopy lại mà học, đó không sao. Nhưng mà qua cái thời đó rồi, bây giờ là cái thời sách nó in ra ê hề, mà nó có 26.000 một cuốn, mà nó in đẹp, màu đàng hoàng, mà thầy nỡ lòng nào đi ngược lại với lại tin mừng của Chúa Giêsu. Con bỏ không dạy nữa. Không phải làm sao mà dạy được
khi mà trong tâm não của mỗi một thầy đi tu rồi, nay mai làm linh mục rồi, mà đã có cái óc gian dối, luộc sách của người ta là gian dối. Thế là con bỏ về, con không dậy, về phòng. Xa quá con không về nhà được, thế con phải chờ đến chiều con mới về. Thế là các thầy sợ quá, chạy đến gọi bề trên. Thế bề trên xuống tận phòng của con xin lỗi. Con thấy vậy thì con phải đành quay trở lại để con dậy. Nhưng mà đó là một bài học nhớ đời. Đi tu rồi nhiều khi vẫn gian dối. Nó thói quen. Có một cái thời đại mà xã hội của chúng ta nó dạy chúng ta phải nói dối. Nói dối mới sống được. Như chúng con đi tu chui, con ở trên nóc nhà. Hôm nào mà có xét hộ khẩu thì là cha bề trên cũng phải nói dối. Hỏi mấy ông thầy đâu rồi, nói về nhà hết rồi. Thật ra chúng con đang nằm trên đầu. Nên là phải nói dối thì mới tồn tại được. Có một cái thời nó như vậy. Nói vậy là anh chị em hiểu rồi. Cái xã hội nó làm cho đẩy đưa cho con người ta đến cái chỗ để mà tồn tại, để mà sống sót được qua mọi thứ thì phải nói dối, phải ăn cắp. Còn năm 1982 con tốt nghiệp đại học kiến trúc. Con đi làm, đưa con về Cà Mau, đưa về Nhà Bè. Con đi xe buýt đông lắm. Ngày xưa thời đó chưa có xe đò, mà một cái chuyến xe buýt là bao nhiêu khách lèn vô. Thế là chen đứng sát vào nhau thế này. Thế thì chuyến đi về thì thấy có một cái chị đang đứng sát với gần chỗ con. Chị bị chen chúc nầu nhiều quá, nó rớt từ trong áo ngực của chị, rớt xuống mấy cái búi chỉ, rớt cái bạch xuống dưới đất, dưới cái sàn xe đó. Mà nó ướt đẫm mồ hôi, nó rớt được cái bạch một phát. Chị làm công nhân của nhà máy may mặc, và bây giờ chị nhặt nhạnh những cái đầu thừa đuôi thẹo, cũng những cuộn chỉ đó, thay vì của cơ quan thì chị lén chị lấy về, chị nhét vào trong áo. Nên là bây giờ chen chúc làm sao đó, mồ hôi nó ra nữa, nó xô đẩy cái nó rớt cái đó, rớt một cái bạch. Chị xấu, chị sợ quá, chị sợ là bị mình cán bộ chung quanh mà trông thấy trên xe có thể chị bị tố giác. Năm 1982 còn ghê lắm thưa anh chị em. Anh chị em nào lớn tuổi rồi thì biết. Thế thì có một cái bà già, chị thì chỉ bám vai đứng này, còn cái bà ngồi cái ghế ngay chỗ đó. Bà mới nói thôi con ơi, lượm lên đi không sao đâu, má cũng như con nè, chúng ta không ăn cắp thì không sống được. Bà nói một câu mà rớt nước mắt. Bà nói một sự thật. Thôi lượm lên con không có gì xấu hổ đâu con, má nè, má cũng phải ăn cắp má mới sống được. Cái thời giai đoạn đó nó làm cho con người ta phải nói dối để mà tồn tại được. Nhưng mà sau một thời gian bây giờ nó đã qua đi rồi, đời sống nó cởi mở ra rồi. Anh chị em đi lễ nhà thờ mặc áo, các ông các bà đều mặc áo đẹp, nhiều màu sắc. Còn cái giai đoạn đó là áo màu trắng như thế này là phải đi nhuộm nâu, nhuộm đen, để người ta trở thành giới vô sản, ta trở thành người bần cùng, giấu đi, nên là cũng phải nói dối. Nhà con mà mẹ con mà nấu ăn phi hành nó thơm quá, nó bốc mùi sang nhà phường đội bên cạnh, nó nói to sang cái nhà này nhà tư sản, cho đi kinh đô mới cho nó biết mùi. Thế là lần sau bố con nó bảo thôi đừng có làm món ăn gì mà nó thơm, nó bốc sang bên kia, mình lại phải cho đi kinh tế mới, khốn khổ. Thế là cứ phải nói dối, cứ phải che đậy, cứ phải lấp liếm. Và bây giờ thì thời đại nó đã qua rồi. Chúng ta bắt đầu có dễ dãi hơn, có dễ thở hơn. Chúng ta ăn bắt đầu ngon hơn, và chúng ta mặc bắt đầu đẹp hơn. Nhưng mà cái não trạng nói dối ấy, nó còn từ ngày xưa, nó đeo cho tới bây giờ. Và không ngờ nó len luôn cả vào trong hội thánh. Ta thành thói quen rồi. Ở trong gia đình, bố mẹ ngày xưa dạy con là phải nói thật. Thì bây giờ qua một giai đoạn đứa con nó thấy bố mẹ nó đã nói dối. Bây giờ những đứa con nó bắt đầu nó lớn lên và cũng lấy vợ, lấy chồng. Thì nó thành thói quen, nó cũng lại biết nói dối. Và bây giờ lời của Chúa cảnh báo cho chúng ta không nên như vậy nữa. Ta phải sống cho đàng hoàng, thẳng băng. Chúa Giêsu bảo có nói khó, không nói không.
Chứ không phải không mà lại nói có, mà có lại nói không. Coi vậy mà không phải vậy đâu. Như thế nào là hành như vậy? Không thể nào dối trá lấp liếm, che đậy được. Không thể nào giữ cái sĩ diện được. Ngày mai con sẽ cố gắng nhớ để con nói về cái chuyện sĩ diện, tức là một cái cách để mà che đậy cái bên, lấy cái bên ngoài che đậy cái bên trong, nó mới đi đến chuyện phá thai. Mai con sẽ nói, bởi vì con là làm bảo vệ sự sống 20 năm nay rồi, bao nhiêu những cái kinh nghiệm mục vụ, con thấy người ta sống vì sĩ diện và như vậy người ta phá thai kinh khủng. Thôi bên nay là con đang nói về cái sự thật. Bây giờ thì con nhớ là câu chuyện hồi nãy con định kể mà nó quên mất đầu bài giảng đó. Câu chuyện đó là câu chuyện có thật. Cái cậu bé tên là Mahatma Gandhi, về sau ông lớn lên ông trở thành một nhà chỉ huy lãnh đạo của đất nước Ấn Độ. Và ông sống tốt lắm, sống đàng hoàng khắc khổ. Và ông luôn luôn nói điều thật thà. Ông là một nhà lãnh đạo làm chính trị mà không bao giờ biết nói dối, dứt khoát không chấp nhận nói dối. Thì người ta mới phỏng vấn ông, người ta mới hỏi là: ông ơi, tại sao ông lại thật thà như vậy? Tại sao ông lại nói sự thật như vậy, luôn luôn là sự thật như vậy? Và ông đòi buộc những người làm việc với ông cũng phải sống thật thà như vậy. Ông mới kể câu chuyện. Ông mới giơ bàn tay lên cho mọi người xem, bàn tay trái. Bàn tay trái ông nó có một cái sẹo ngay giữa lòng bàn tay này, nó sùi lên rất là lớn. Không ai hiểu được. Ông bảo là: ngày xưa tôi còn bé, tôi làm một cái điều gì đó sai, mẹ tôi gọi tôi vào, mẹ tôi hỏi cái gì đấy, tôi đã nói dối. Tôi bảo đại khái một cái chuyện gì đó nói dối, không phải con đâu, thế này thế kia. Là mẹ của tôi mới buồn quá, mẹ tôi leo lên giường, mẹ tôi nằm mà quay lưng ra ngoài, quay mặt vào trong tường. Mẹ tôi bỏ ăn, tới giờ cơm tôi không thấy mẹ tôi ra ăn. Tôi bảo: mẹ ơi, mẹ tới giờ cơm rồi, mẹ dậy đi ăn. Bảo: không, mẹ không ăn đâu. Ô, mẹ không ăn thì đói chết. Mẹ thà chết còn hơn, mẹ chết vì đói không ăn nữa còn hơn là mẹ có một đứa con nói dối. Sợ chưa? Mẹ thà chết còn hơn mẹ sống mà lại có một đứa con nói dối. Thế là Gandhi khóc quá, không biết làm sao cho mẹ thức dậy để mà ra ăn. Gandhi chạy luôn vào trong lò bếp ấy, gắp luôn một cục than, bỏ luôn vào tay nắm lại thế này. Rồi chạy vào: mẹ, mẹ, mẹ nhìn đây, con thề với mẹ là, con thề với mẹ là từ đây về sau không bao giờ con nói dối nữa. Và để làm chứng cho điều mà con nói đó, đây này, cục than lửa đang cháy đây, bỏ tay ra, cục than cháy xèo 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 xèo, nãy giờ trên lòng bàn tay. Ô, bà mẹ hết hồn. Bà mẹ lấy cái tay đánh cái văng cục than ra. Thì tay của ấy đã cháy xém ở phía bên trong. Và nó trở thành một vết sẹo mang suốt đời. Gandhi nói: khi tôi lớn lên, mẹ tôi đã qua đời. Mẹ tôi nói với tôi một lời chăn chối: mẹ hãnh diện vì con. Con đã giữ đúng lời hứa với mẹ là không bao giờ con nói dối. Nên bây giờ mẹ tôi chết rồi, tôi vẫn quyết tâm không bao giờ nói dối. Mà thưa ông bà và anh chị em, ông Gandhi không phải là người Công giáo, ông là người Ấn Độ giáo, rất quý mến Chúa Giêsu của chúng ta, nhưng mà không có theo đạo. Ông nói là: tôi rất quý mến Chúa Giêsu lập đạo, nhưng mà tôi không tin được những người theo đạo Công giáo, bởi vì có nhiều người nói dối quá. Trời ơi, xấu hổ thật. Một người không phải là Công giáo mà họ nhận xét là đạo của chúng ta là Chúa Giêsu quá tốt, quá hay, mà người đi theo đạo Chúa thì vẫn còn có những người dối trá. Và câu chuyện đó tôi được nghe cha Tiến Lộc, thầy của tôi, kể khi tôi mới bắt đầu đi tu, và tôi nhớ cho tới bây giờ. Tôi cũng phạm tội nói dối, tôi vẫn có những điều dối trá, nhưng mà mỗi một lần như vậy tôi giật mình, tôi lại nhớ lại câu chuyện này. Mình không đủ can đảm để vào trong bếp gắp cục than bỏ vào tay, nhưng mà có một tiếng nói là không được. Mình đang đứng ở trên tòa giảng, mình giảng cho người ta sống điều tốt, mà tại sao mình lại làm điều xấu? Mình kêu gọi người ta nói sự thật, mà tại sao mình lại nói dối? Dù cái nói dối nó chẳng có hại ai, nhưng mà nói dối một chuyện nhỏ nhỏ đó, nó quen rồi, thì nó lần sau nó quen rồi, nó quen cái thói nói dối, nó nói dối hơn tí nữa,
rối rối, càng ngày nó cứ càng lớn lên dần dần, cho đến khi nó gây hại cho người khác, nó làm lệch hết cái cục diện, cái câu chuyện lệch hẳn đi, và nó làm sai lạc, làm cho người ta có thể đi đến những quyết định sai. Nên thưa ông bà và anh chị em, anh chị em là cha là mẹ, là ông là bà, các dì là nữ tu, con là linh mục, chúng ta phải nói thật, phải sống thẳng thắn, thì chúng ta mới dạy con cái chúng ta được, các dì mới dạy giáo lý được, và con mới có thể đủ tư cách để đứng để mà giảng ở trên tòa giảng này. Còn không thì nó làm sao? Nó không còn đủ tư cách để mà nói điều thật. Vì mình đang dạy cho người ta điều thật mà mình sống không được như vậy, nó làm sao á? Con đã từng đi làm, có một giai đoạn, hồi nãy con kể là giai đoạn 82, về sau 85, 86, 87 con đi làm ở thầy Sài Gòn. Lúc đó lương cũng thấp lắm, thuộc con qua ngành giáo dục. Thì bà thủ trưởng cơ quan, bà nói là bà họp hết cả cơ quan lại 21 người. Bà nói là, thôi thưa các đồng chí, đồng lương của nhà nước trả chúng ta còn khó khăn, nên nó không có xứng đáng với lại cái chất xám mà các đồng chí đã bỏ ra trong công tác giáo dục. Thôi thì các thầy, các cô, các đồng chí cứ liệu liệu đi. Nói cái chữ liệu liệu đấy có nghĩa là làm cái gì đó bất chính, lo liệu cho nó xong để mà có tăng thêm cái thu nhập, ăn gian cái gì đấy. Cứ liệu liệu mà ăn gian, không được lộ liễu, không được làm ẩu, ăn gian mà ăn gian cho khéo. Thế là họ nói là từ cấp trên cho đến cấp dưới họ bật đèn xanh như vậy. Thì là cấp trên có thể ăn gian 10, cấp dưới cứ từ từ, như con là trưởng phòng, con cũng ăn gian được 5-6 phần. Rồi đến cái người nhân viên ở dưới có ăn gian được 1-2 phần. Con đã làm một thời gian như vậy, nhà con đang gặp khó khăn, nên bây giờ mình thấy chẳng có gì xấu cả. Mình ăn cái này, ví dụ như là người ta cho dự trù lúc đó nó gọi là trượt giá 1,5, có nghĩa là món hàng 1,000 họ cho phép mình được lên một cái dự toán là 1,500, tức là 1,5 lần trượt giá. 1,000 được lên 1,500 để mà mua, lỡ mà mua không được giá 1,000 thì vẫn còn có thể mua được 1,500. Mà thật ra con đi ra ngoài con mua có 800 mà, thế con lời được 700 rồi. Mình thấy là hợp lý mà, ai cũng ăn mà, từ sếp lớn cho đến sếp nhỏ trung bình như mình, cho đến nhân viên ở dưới, mỗi người đều có chấm mút ở trong đó. Con làm được một thời gian, mà lúc đó con đang là giáo lý viên của giáo sư Francisco Da Cao. Thế hôm đó họp với cái chị giáo lý viên mà dạy chung với con soạn bài, thì hôm đó đến cái phiên là con sẽ là người dạy, chị sẽ lo phần sinh hoạt. Bước vào lớp mà bài đó hôm đó lại là bài Chúa Giêsu bảo có nói có, không nói không, sự gì mà không phải là như vậy thì nó là bởi ma quỷ mà ra. Sắp sửa tới giờ dạy rồi, tự nhiên con nhớ đến 2 năm qua mình đã mình đã tùm lum tà la, trượt giá, ăn chênh lệch, thế là con không giảng được nữa. Mới nói với chị Phượng ơi, hôm nay chị dạy thì em dạy không được. Họ buồn sao mệt hả? Mình cũng đỡ, dạ thôi chị dạy giùm em thấy mệt. Nói đỡ ra như vậy, nói dối thêm tí nữa để được, tránh là không dạy được. Là chị dạy hết. Mình ngồi mình nghe chị dạy thì nó lại một lần nữa lời của Chúa đánh động mình. Để cuối cùng ngày hôm đó về, con quyết định là: một là tiếp tục làm giáo lý viên thì không được sống như thế nữa. Hai, nếu tiếp tục sống như thế nữa thì phải xin nghỉ giáo lý viên. Không thể làm hai cái đó cùng làm được. Thế cuối cùng suy nghĩ thì mình thấy yêu mến nghề giáo lý viên hơn. Thôi quyết định ở lại giáo lý viên. Và ngày hôm sau vào họp phòng của con. Phòng của con là hết 4-5 người rồi. Con cũng nói là thôi các anh các chị, có những người lớn hơn con, các anh các chị cũng lại liệu liệu đi. Nhưng mà từ đây em báo cho biết là em sẽ không làm như trước nữa. Có thế nào em làm đúng như vậy. Thế là mấy người la làng: ôi thế thầy Uy làm như vậy, thầy đây là thầy giáo đó, thầy Uy làm như vậy là đập bể nồi cơm của tụi này hết, tụi này còn phải nuôi chồng còn đi cải tạo,
người này còn có vợ có con, thầy làm như thế là chết. Mà không, ai muốn làm cái gì, ai muốn cho trượt giá, muốn mua ăn chênh lệch thế nào tùy lương tâm, nhưng mà em sẽ không làm nữa, và em sẽ không đứng ra làm bản dự trù và quyết toán nữa. Em làm đúng cái phần nào em mua thôi, mà em mua thì hào với xu em vẫn tính. Còn các anh các chị muốn làm gì thì làm, nhưng mà em dặn trước cho biết, nhớ chùi mép cho kỹ, ăn vụng, nhớ chùi mép. Còn từ đây về sau em sẽ không che chắn, em không che đậy cho ai được nữa, lấp liếm cho ai được nữa. Em lo cái thân của em sống hết sức. Thế là các anh chị đó yên tâm để mà tiếp tục gian dối. Nhưng mà họ bị đánh động, họ nói đằng sau lưng tới tai mình, ông Uy ông làm như vậy bởi vì ông là người Công giáo. À, hóa ra khi mà chúng ta sống công chính, sống thẳng thắn ở giữa cuộc đời này, chúng ta sẽ gây một cái khó xử cho người khác. Và đến một lúc người khác sẽ thấy rằng tại sao mình lại như thế. Họ tìm ra lý do, tại vì mình là đạo Công giáo, mình tin vào Chúa, mình có khác, không thể nào giống như khác được. Không thể, người đời như thế nào thì kệ họ, còn mình không có thể sống như thế được. Không phải mình chưa phải là vị thánh, mình vẫn còn những lỗi này tội kia, nhưng mà ít ra là mình không có nói dối. Con tập như vậy về sau con đi tu, có những lúc con tí nữa cũng định nói dối để cho nó qua, vì sợ nói thật ra có thể bị cho về. Đang nằm nhà tập mà phạm lỗi, mà nói dối mà phạm lỗi, không nói thật ra là có thể cho về. Nhưng mà con đấu tranh tư tưởng là giữa cái thật với cái giả, thì bảo thà nói thật, có lỡ bị phạm lỗi mà nói thật như vậy mà cho về vẫn còn hơn là mình nói dối mà mình được ở lại tu, cái tu đó không còn giá trị nữa. Thế là cuối năm con vẫn được, cuối năm nhà tập con vẫn được được khấn lần đầu. Cha bề trên nhà tập, cha tập sư, cha Phạm Gia Thụy nói: anh đáng lẽ là rớt bao nhiêu lần rồi, cho đi về nhiều lần rồi đó, nhưng mà cuối cùng là anh được ở lại để làm tu sĩ là bởi vì anh là người nói thật, anh không lấp liếm, anh không chối tội, không gian dối. Mà quả thật có những anh đi tu lớp dưới của con, có những anh nó vào nó ăn cắp tiền trong nhà dòng, ăn cắp tiền của nhà xứ, ăn cắp tiền của cha này cha kia, rồi nói dối như cuội vậy. Nên là nó cho về thật, nhà dòng bảo: anh có học giỏi đến mấy, anh có đạo đức đến mấy mà anh nói dối, anh ăn cắp như vậy thì không có tư cách nào để anh đi tu làm tu sĩ nữa. Huống chi mai mốt anh còn làm linh mục không được. Thế là bị đuổi. Mà anh chàng nó ra ngoài đời, nó lừa người ta không biết bao nhiêu mà kể. Giáo phận Bà Rịa này cũng đã bị anh ta lừa nữa. Thôi con không nói tên, bây giờ không lâu quá không thấy anh ta đâu nữa rồi. Nhưng mà để mới thấy được một cái bài học, một cái bài học của ông Gandhi, cậu bé Gandhi 12 tuổi ngày xưa, rồi những bài học của bố mẹ con dạy. Bố mẹ con đàng hoàng, sống thẳng thắn lắm. Bố con là công chức mà không bao giờ tham nhũng một đồng xu nào, đến mức mà những người chung quanh họ tham nhũng chế độ thời ông Thiệu đó, không thể để cho bố con ở đó nữa, nó mắc kẹt. Họ không ăn gian được, không tham nhũng được, nên họ phải đẩy bố con đi. Đẩy bố con đến một cái chỗ mặt rệp, đồng lương vừa phải thôi đó. Bố con vẫn vui vẻ đi. Mà về sau năm 75 giải phóng vào, nhờ bố con ở một cái chỗ như vậy mà những cái anh cán bộ họ nằm vùng ngay trong cơ quan của bố con, mà họ đến họ gặp bố con, họ nói là: thưa bác, bấy lâu nay cháu là thượng tá, cháu đang làm việc ở trong bác, cháu là nằm vùng, cháu thấy bác sống rất là đàng hoàng, cháu kính phục bác, nên bác yên tâm, cháu sẽ đứng ra bảo lãnh để bác không phải đi cải tạo. Lâu ngày ba con đi cải tạo có 3 ngày rồi ba con về. Còn những cái ông mà cùng thời với bố con mà ngày xưa đút lót hối lộ tham nhũng, ăn giàu có mua xe hơi nhà lầu, thì có khi bộ đội vào đưa súng bắn chết tại chỗ, hoặc là đi cải tạo cả 10 năm. Thì mẹ con mới nói với bố con: đấy ông thấy không, đấy các cô các cậu trong nhà thấy không, bố các cô các cậu sống đàng hoàng tử tế, cứ tưởng là bị đày đọa, nhưng mà bây giờ mới thấy là nhờ mình sống công chính như vậy nên Chúa sẽ phò hộ cho mình. Bố mẹ con dạy con như thế. Nên vì thế con nghe câu chuyện mà cha Tiến Lộc kể về cậu bé Gandhi,
nó in vào đầu. Và về sau, lúc đó con chưa đi tu đâu, nó xảy ra nhiều chuyện nãy giờ con kể đấy, mà nó làm cho con từ đấy về sau nhủ lòng mình không bao giờ nói dối. Và như vậy con mới giảng được, con mới dạy được, con mới dạy cho các dòng tu, dạy cho thường huấn cho các linh mục. Vì con không có một cái gì xấu xa, có thể ai vu khống nói sai điều sự thật gì đó, con cũng rất chấp nhận. Một thời gian sau, tất cả sự thật nó lộ ra, tất cả những người kia mới vỡ lẽ là vu khống cho con chứ không có thật. Nhưng nếu mà con là người lem nhem, nói dối, thì chắc chắn con chết lâu rồi, cũng chẳng đi vào tu được, cũng chẳng được làm linh mục đâu. Hoặc nếu có linh mục thì cũng khốn đốn với nếu mình nhớ những cái nói dối của mình. Nên thưa ông bà và anh chị em, con mời gọi anh chị em, Chúa Giêsu nói thầy là sự thật. Chúng ta đi theo Chúa Giêsu rồi, chúng ta không thể nói dối được, chúng ta không thể làm điều khuất tất được, chúng ta không thể nào mà gọi là sĩ diện được. Để mà sĩ diện có nghĩa là mình chỉ có thế này thôi, mà mình phải phô trương nó cho nó to ra, cho nó đẹp ra, cho nó vẻ giàu đấy. Nó che đậy cái nghèo, che đậy cái yếu, che đậy cái dốt của mình. Mình phình ra để mà lừa người, gạt người ta, đánh lừa dư luận, đánh lừa làm cho người ta nhìn mình. Mặc kệ nó, thưa anh chị em, xã hội có thể gian dối, có thể hối lộ, có thể tham nhũng. Anh chị em chúng ta giữ đàng hoàng. Con dạy cho các em trong nhóm của con, bạn trẻ đó, con nói là đi đường cố gắng giữ luật giao thông đàng hoàng, đừng vi phạm. Nếu mà bị công an thổi lại, nhưng mà mình không có tội, mình cãi đến cùng, không có cho tiền 200-300 ngàn để cho nó qua đi. Còn nếu mà mình đúng tội, người ta gọi đúng tội, anh chạy sai là anh cứ viết giấy phạt cho tôi, bao nhiêu tôi cũng chịu phạt, vì đó đúng là lỗi của tôi. Còn nếu mà đã không đúng lỗi mà cứ bắt tôi, con dặn các em là chúng ta hối lộ cho người ta thì ta xấu hơn người ta. Người ta ăn hối lộ là đã là xấu rồi, mà ta là người đút lót hối lộ cho người ta cho qua chuyện, ta tưởng là chẳng có sao đó, nhưng mà thật ra ta tệ hơn cái người đó. Và nếu mà ta là người Công giáo thì ta xấu hổ, trước mặt Chúa cũng dám lên rước lễ. Mặc dù cái nói dối nó cũng chưa phải là nói, nó cũng chưa phải là tội trọng kinh khủng như là tội giết người, nhưng mà xấu hổ quá, làm sao mà dám lên rước lễ. Vì đón Chúa vào mà trong lòng của mình còn quanh co gian dối không được. Rồi con dặn cho các em sinh viên hay là các học sinh là dù không có giám thị bỏ lớp, vòng thi đi ra chỗ khác, mình vẫn không quay cóp. Sức học mình học tới đâu, mình đậu thì tốt, không đậu thì thôi. Mình phải giữ cái liêm sỉ, giữ cái danh dự. Nên nhiều em nó cũng nói, bố ơi bố, con mà không quay cóp là con rớt thẳng cẳng. Nói ừ rớt cũng được, nếu mà sợ rớt, lo mà học đàng hoàng đi. Nó bảo bố ơi bố, học đàng hoàng vẫn chết như thường. Thế rồi con mới bảo là thôi, thế bây giờ tùy lương tâm. Lúc đó con thấy Chúa bảo con như thế nào thì con sống như vậy, còn cha bảo thì con có thể không theo cũng được. Thế các em nó về sau nó bảo là con đi đấu tranh trong tư tưởng, trong phòng thi ai chung quanh cũng quay cóp, thậm chí là giám thị bán đề, bán đồ, bán bài dinh, bài giải cho sinh viên luôn. Mà con đấu tranh tư tưởng, cuối cùng con nhớ đến bố nói là làm theo tiếng lương tâm của Chúa Thánh Thần. Sợ quá, vì sợ mà con không dám phạm. Nhưng mà không ngờ là khi mà con biết sợ như vậy, không con không dám quay cóp nữa, thì tự nhiên Chúa soi sáng. Không ngờ con làm được, con làm bài được, một cái chuyện không ai ngờ được. Và con vẫn đậu, con vẫn đậu ngang với lại những cái người mà quay cóp. Thì con nhớ là đúng là Chúa, Chúa nói là nếu mà đứng về phía của Chúa thì Chúa sẽ lo liệu cho mình mà. Chứ còn mình mà đứng về cái phía ngược lại bên Chúa thì Chúa mặc kệ. Mặc kệ được hay không là do mình thôi. Thì Chúa đành bó tay là tại vì không đứng về phía Chúa. Rồi không có camera thì vẫn không được ăn cắp. Bây giờ có nhiều người vào trong siêu thị ngó giáo giác xem có camera không. Không có camera là chụp ngay bỏ túi, chụp ngay bỏ túi. Không ngờ là bây giờ camera nó tinh vi lắm, nó giấu ở những chỗ mình không biết. Sang đến Nhật, sang đến Hàn Quốc mà người Việt Nam của mình nổi tiếng là ăn cắp trong siêu thị. Mà những người đó
là con giám đốc cái này thế kia, giàu có chứ đâu có thiếu đâu. Cái thói quen ăn cắp nó vẫn cứ còn hoài. Và cuối cùng bị bắt đến mức mà bây giờ xấu hổ quá. Đi vào những chỗ đó người ta viết, ta viết cái bảng bằng tiếng Anh, bằng tiếng Nhật và bằng tiếng Việt nữa, để những người Việt thấy là nếu ăn cắp là sẽ bị thế này thế kia, nhục quá. Cả Việt Nam mình bây giờ đi đến đâu cũng bị mang tiếng. Mà cái mang tiếng ghê gớm nhất là nói dối và ăn cắp. Nên chúng ta là con của Chúa, là mộc, là con của Chúa Cha, và chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể sống như vậy được. Chúng ta nhớ lúc nào chúng ta cũng có một lương tâm. Lương tâm là chính Chúa Giêsu, là chính Chúa Thánh Thần. Cha Nguyễn Hồng Giáo đã từng là giám tỉnh dòng Phanxicô, là thầy giáo dạy con. Ngài có viết một cuốn sách, dịch mà ngài viết biên tập một cuốn sách, đặt cái tựa rất là hay, sống dưới con mắt Chúa. Không biết các gì lớn lớn là có đọc cái cuốn đó không? Sống dưới con mắt Chúa. Con thấy chỉ chưa đọc cái nội dung cuốn sách và đọc cái tựa đề thôi là mình đã thấy thấm thía. Tất cả chúng ta có thể che đậy người này người kia không ai biết, nhưng mà không che đậy được, bởi vì Chúa đang nhìn ta. Ta sống dưới con mắt của Chúa. Chúa đang quan phòng. Quan phòng đó là Chúa nhìn thấy ta và gìn giữ bảo vệ ta. Thế thì ta mà ý thức được là Chúa đang nhìn ta và ta đang sống trước mắt Chúa, dưới con mắt của Chúa, chúng ta sẽ không dám làm bậy nữa. Mà trước mắt cái bậy dễ làm nhất là nói dối, là gian dối. Món hàng mua như vậy mà nhiều khi đi xưng tội, các bà nói thưa cha con buôn bán mà con không nói dối là con lỗ. Nó bảo ấy, thế chị nói dối thì chị bị lỗ cái gì? Không trả lời được. Buôn bán mà nói dối thì đúng là lợi thật. Nhưng mà cùng với cái lợi đó, ta đánh mất cái sự công chính, mất cái sự thẳng thắn. Quanh co dối trá lâu dần nó sẽ biến đổi con người của mình thành một con người xấu. Ê vậy đó. Thế là mình phải khuyên thôi. Bây giờ chị có mỗi lần chị sắp sửa nói dối, người ta hỏi muốn hàng này làm sao, đương nhiên mình bán mình phải có lời. Nhưng mà mình nói thưa, mình nói sự thật là cái món hàng này thật ra nó rẻ nhưng mà cũng không tốt lắm đâu. Nếu ông muốn mua cái điều tốt thì ông mua cái này nè, nó đắt hơn một tí. Còn đây thì tôi biết cái giá này nó rẻ hơn. Nếu ông muốn mua rẻ thì tôi báo cho biết trước, nó không được bền, nó không được tốt. Còn tùy người ta muốn mua cái gì người ta mua. Chứ không tốt mình lại bảo tốt, giá mình đẩy lên, mình gọi là nói thách. Thế là mình ăn chênh lệch sung sướng khoái, thích quá. À, hôm nay mình bán được món hàng đó, lời quá, một vốn bốn lời. Nên mình bốn cái lời mà mình lỗ đến cả 10 phần, lỗ cái lương tâm. Nên sống dưới con mắt Chúa, con xin kết thúc ở cái hình ảnh đó. Xin anh chị em ghi nhớ cái điều đó, làm sao cho con tim của mình là một con tim nhạy cảm, để thấy lúc nào là ranh giới của sự thật và dối trá, lúc nào là bóng tối, lúc nào là ánh sáng, lúc nào là sự thật và là dối trá, lúc nào là bóng là đen, lúc nào là trắng, lúc nào là con cái của nước trời, lúc nào là con cái của nước đất thế gian. Ta biết được cái đó, ta xin Chúa cho con nhận ra được cái điều đó để con sống cho nó tử tế. Còn ngày mai, xin ông bà và anh chị em nhớ ngày mai chủ đề cuối cùng là đỉnh cao, thầy là sự sống. Bây giờ thì xin chúng ta cũng lại thinh lặng một chút, xin lại cũng tắt đèn trong nhà thờ để chúng ta có thể nhắm mắt lại và không bị chi phối gì cả. Và ông bà anh chị em lắng tâm hồn lại. Có thể lúc nào đó chúng ta cũng đã nói dối, vợ nói dối chồng, chồng nói dối vợ, làm ăn buôn bán nói dối với khách hàng. Bạn trẻ thì hôm nay thì không có bạn trẻ, nhưng mà nếu mà có bạn trẻ nào thì có thể ta cũng gian dối trong thi cử, ở trong công việc làm, ta ở trong sinh hoạt của giáo xứ, ta có nói không mà không thì lại nói có, ta có thể làm cho người khác bị tổn thương, ta có thể nói dối cha xứ, ta có thể nói dối lẫn nhau, trong ban giáo lý với nhau, trong ca đoàn với nhau, trong hội đồng mục vụ với nhau, trong từng giới, ta đều có một cái nguy cơ cám dỗ. Ma quỷ nó cám dỗ, nó là cha của dối trá mà.
nên nó sẽ thích lắm, nó vỗ tay, nó sung sướng khi thấy chúng ta nói dối. Xin Chúa cho chúng ta lắng tâm hồn lại và nhận ra những lỗi lầm chúng ta đã có, đi đến một quyết tâm giống như là găng đi, quyết tâm để thà phòng tay mà nhớ đời còn hơn là nói dối, để cuối cùng là chúng ta là con của Chúa Cha, là môn đệ của Chúa Giêsu, là sống thật là thẳng thắn, không có một cái gì khuất tất và dối trá. Sau đó con sẽ mời cộng đoàn cầu nguyện kết thúc cho phần chia sẻ và chúng ta tiếp tục dâng lễ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con có nói có, không thì nói không, dứt khoát, không dối trá, không quanh co, không lươn lẹo, không lấp liếm. Gốc tích của tất cả mọi chuyện ấy lại chính là vì Chúa là tình yêu. Khi chúng con biết yêu thương nhau thì chúng con không thể nói dối nhau được. Xin Chúa cho chúng con giờ phút này lắng tâm hồn lại để chúng con thấy chúng con đang sống trước mặt Chúa, sống dưới ánh mắt của Chúa. Chúa đang nhìn chúng con. Chúng con hứa với Chúa, chúng con sẽ cố gắng tối đa để chúng con không bao giờ nói dối. Thà chúng con bị thiệt thòi, thà chúng con bị tấn công, bị loại trừ, bị cô thân cô thế, nhưng chúng con vẫn dứt khoát giữ được trái tim yêu thương của Chúa, luôn luôn ngay thẳng, luôn luôn sống trung thực. Và giữa một cuộc đời, giữa một xã hội có quá nhiều dối trá hôm nay, như vậy chúng con sẽ giới thiệu được về Chúa, chúng con sẽ nói được về tin mừng của Chúa cho người ta, và dần dần chúng con sẽ giúp cho người ta cũng sẽ bắt đầu sống trung thực như chúng con. Xin Chúa tha thứ cho chúng con những lần chúng con đã nói dối, có khi chỉ là những chuyện dối trá nho nhỏ chẳng hại ai, lại cũng có những lúc chúng con đã nói dối những chuyện lớn hơn để chúng con thu lợi về phía mình, để chúng con che đậy một sự thật, để chúng con không để cho người ta lấn lướt mình. Xin Chúa tha thứ cho chúng con như Chúa đã tha thứ chúng con ngày hôm qua. Chúng con đã đi lạc đường, hôm nay chúng con thú nhận chúng con đã không được trung thực. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Ôi thần linh thánh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng này thiên chi ơn an bình. Ôi thần linh thánh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi ơn an bình. Ôi thần linh thánh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi ơn an.